Lời nói đầu. Nội dung chủ yếu quyển này giới thiệu Ngài Đại Pháp Sư Khoan Tịnh, Trung Quốc. Ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967, Ngài ngồi thiền trong động Di Lặc, núi Cửu Tiên, dãy Quế Lạc, công xã Thượng Võng, huyện Đức Hóa, tỉnh Phước Kiến. Đột nhiên được Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp dẫn đi, khiến mất cả tâm tích. Lúc ấy Pháp Sư được dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tham quan các cảnh giới chính phẩm hoa sen. Thời gian dường như chừng một ngày một đêm, nhưng khi về đến nhân gian đã là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm 1973, tức là đi từ ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 1967, ngày về là 1973. Chạy ra đã trên 6 năm 5 tháng trôi qua. Ngoài cái thế giới mà ta đang sống, có một thế giới cực lạc mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà đều là có thật, mà Khoan Tịnh Đại Pháp Sư là một chứng nhân sống về việc ấy. Phần 1. Trên đường gặp kỳ duyên, được Bồ Tát Quán Thế Âm dẫn vào cảnh thánh. Ấy là câu chuyện ngày 25 tháng 10 năm 1967. Hôm ấy tôi đang ngồi thiền trong chùa Mạch Tà Nham. Ghi chú: tôi là pháp sư trụ trì của chùa này. Đột nhiên dường như có tiếng ai gọi tên tôi, còn xô tôi về phía trước. Lúc ấy tôi có hơi giống người ngà sai, lân lân làm sao ấy, cũng chẳng hỏi nguyên do, cứ thế mà bước ra khỏi chùa. Trong ý thức tôi nghĩ, giờ đây cần phải qua núi Cửu Tiên ở huyện Đức Hóa, tỉnh Phước Kiến dạo chơi. Khi tôi đến nơi cách núi Cửu Tiên, huyện Đức Hóa không bao xa, đột nhiên thần trí tôi tỉnh lại. Lúc ấy tôi nghe tiếng nói chuyện của nhóm người đi đường, biết được hôm nay là ngày 25 tháng 10, thời kỳ cách mạng văn hóa, nơi nơi loạn lạc, dân chúng đợi ban đêm mới ra đường. Tôi đi như vậy cũng không khác thường. Lúc ấy đã 3 giờ khuya. Trên đường tôi gặp một vị sư già, cách phục sức, y áo giống như tôi vậy. Chúng tôi vốn chưa quen biết. Giữa đường gặp người đồng đạo, tự nhiên không hẹn mà cùng chắp tay xá chào thi lễ. Chúng tôi trao đổi nhau danh tự. Vị sư bảo: tôi pháp hiệu Viên Quang, hôm nay chúng ta có duyên hội ngộ, chi bằng cùng đến núi Cửu Tiên dạo chơi được chứ. Do đi cùng hướng, tôi đồng ý ngay. Thế là vừa đi vừa chuyện trò, bất giác tới chân núi Cửu Tiên không hay. Đỉnh núi này có một động lớn thờ tượng Đức Di Lặc, nên gọi là động Di Lặc, là nơi chúng tôi muốn đến. Nhưng mà khi lên đến nửa đường núi, hiện ra trước mắt tôi những cảnh tượng rất khác lạ. Trước mắt tôi hiện ra ngôi chùa lớn trước nay chưa từng thấy. Trên điện có bốn chữ vàng lớn, tôi nhìn không hiểu, mới hỏi sư Viên Quang về nghĩa của bốn chữ ấy. Sư bảo ấy là chữ Trung Thiên La Hán. Tôi thầm nghĩ, đã gọi là Hán, đây chắc phải là cảnh giới đạt được của những vị La Hán. Bước đến nơi đây, tôi rần rần cảm giác rằng vùng đất này hẳn không còn là thế giới ta bà chúng ta nữa rồi. Sư nói với tôi, bây giờ tôi đưa ông đến trời Đâu Xuất đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc và sư phụ của ông là Hư Dân Lão Hòa Thượng nhé. Tôi mừng quýnh: A Di Đà Phật, hay quá, cảm ơn ngài quá. Phần 2. Lên trời Đâu Xuất gặp Hư Dân Lão Hòa Thượng. Chúng tôi lại bắt đầu đi, vừa đi vừa trì chú. Tự nhiên phía trước bước chân hiện ra những hoa sen to, từng cánh sen chiếu sáng, ánh sáng xanh lóng lánh như thủy tinh vậy. Bước lên hoa sen,
nâng tóc tôi lên lưng trời giống như cõi mây lướt gió vậy. Không bao lâu, thân tôi nóng dần lên. Lúc ấy, tôi thấy có một cái cổng to. Bản cổng có ghi bằng 5 loại văn tự về Hán văn, thì tôi đọc được là Nam Thiên Môn. Sư Di Quang bảo tôi, đây là tầng trên của trụ xứ Tứ Đại Thiên Dương, tầng thứ hai của trời dục giới, gọi là trời Đao Lợi, là nơi ngự của Ngọc Hoàng Đại Đế, cai quản 32 cung trời ở bốn phương. Tôi không được nhìn ngắm lâu, cứ thế lướt qua mấy tầng mây trời. Sư Diên Quang nói với tôi, đây rồi, nơi này là trời Đâu Xuất, tầng thứ tư trời dục giới. Thoáng chốc, đã đến trước một cửa, cổng điện cát lớn, ra đón chúng tôi, có hơn 20 người. Trong đó, có một người không xa lạ gì, đó là ân sư truyền giới cho tôi, Hư Dân Lão Hòa Thượng, là một trong những bậc cao tăng của Trung Quốc thời cận đại. Gặp ân sư, tôi vội quỳ xuống đảnh lễ, suýt chút nữa là tôi bật tiếng khóc vì xúc động. Ân sư hỏi tôi, lúc này con làm sao, trong lòng có thanh tịnh không? Có còn gì buồn vui xúc động không? Con có biết vị đưa con đến đây là ai không? Tôi trả lời, bạch thầy, vị ấy là Sư Diên Quang Lão Pháp Sư. Lúc ấy, ân sư mới thổ lộ cho tôi biết một tin kinh hồn. Này, vị ấy là vị mà hằng ngày con vẫn niệm Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nghe qua, tôi hết hồn. Tôi vội quỳ xuống đảnh lễ Sư Diên Quang, hóa thân của mẹ Quan Âm. Thật là có mắt mà chẳng thấy núi Thái Sơn, trước Bồ Tát Quan Âm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết nói sao cho phải. Phần 3. Được Bồ Tát Di Lặc chỉ dạy. Sau đó, chúng tôi cùng tiến vào nội điện của cung trời Đâu Xuất để đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc. Tại đây, chính mắt tôi được trông thấy Bồ Tát Di Lặc. Dáng dấp của Ngài không giống như ông Phật cười ngất với cái bụng to tròn ung ủng, mà Bồ Tát Di Lặc hiện tướng trang nghiêm với đủ 32 tướng tốt, với 80 quay nghi, dáng Ngài rất là đẹp. Hai bên đại điện có rất nhiều Bồ Tát, hoặc đứng hoặc ngồi, mặc các loại áo đạo. Nhưng mặt cà sa đỏ, có ánh hào quang từ áo tỏa ra là chiếm đa số. Mỗi vị đều ngự trên một tòa sen. Tôi bèn tiến lên đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, xin Ngài chỉ dạy. Bồ Tát Di Lặc nói với tôi một số pháp âm. Ta sẽ giáng sanh vào thế giới Ta Bà khi mở hội Long Hoa lần thứ ba, cách chừng 60 ức vạn năm sau. Lúc ấy cả địa cầu không đâu có núi cao hay biển sâu, hang ổ, vực thẳm, mà cả cõi đất bằng phẳng như bàn tay, thế giới Ta Bà sẽ biến thành tịnh độ nhân gian. Lúc ấy Bồ Tát Quán Âm thúc hối tôi, thì giờ hẹp lắm, đi cho nhanh. Tôi dắt ông đến thế giới Cực Lạc phương Tây, so với cảnh trời này còn đẹp và thích thú hơn nhiều. Phần 4. Hướng dẫn viếng thế giới Cực Lạc, đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Ào ào, cảnh tiên lướt qua và dạt về phía dưới rất nhanh, đến một nơi dưới đất óng ánh sắc vàng kim, và từng hàng từng dải những cổ thụ cây to cao cả chục trượng, cành vàng lá ngọc, lá có hình 3 gốc 5 gốc 7 gốc đều phát ra tia sáng, hoa nở đủ màu. Có cả rất nhiều những loại chim đậu đầy nhánh cây, dương các loại cánh đủ màu sắc tuyệt đẹp, thân có hào quang, có con 2 đầu, con nhiều đầu, cùng hót một loại giọng thanh thoát và ca ngâm thánh hiệu Phật A Di Đà. Bay chuyện nhảy nhót tưng bừng,
bốn chung quanh đều có hàng rào, lan can bảy màu. Bồ Tát Quán Âm nói, cảnh giới mà Kinh Phật nói, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, là chỗ này đây. Không bao lâu, đến trước một ngọn núi bằng vàng chói lọi, Bồ Tát Quán Âm nói với tôi, đến rồi đó, chúng ta đã đến trung tâm điểm của thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi đó, ông có thấy không? Đức Phật A-di-đà ở ngay trước mặt ông đó. Tôi ngạc nhiên, thưa Bồ Tát, con không thấy, ở đây là vách núi vàng rồng kia mà, che hết tầm nhìn rồi, con có thấy Đức Phật ở đây đâu. Không ngờ Bồ Tát nói, làm tôi hết sức chưng hửng. Không có vách núi gì đâu, ông đang ở trước ngón chân cái của Đức Phật A-di-đà đấy. Tôi nói, A-di-đà Phật, ôi thôi, ngài cao lớn dường ấy, làm sao con có thể nhìn thấy được? Tôi cứ như là con kiến ngước nhìn tòa nhà chọc trời gần 200 tầng của nước Mỹ vậy. Bồ Tát Quan Âm dặn tôi quỳ xuống nhanh lên, khẩn cầu Phật A-di-đà gia bị cho, để tiếp dẫn tôi được thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi vội quỳ xuống, nguyện cầu A-di-đà Phật gia bị, nguyện cầu được một lúc. Tôi cảm thấy thân tôi rần rần chuyển động, không ngừng cao lớn lên, cao riết đến khoảng bụng ngài. Lúc ấy, tôi thấy rõ Đức Phật A-di-đà ở trước mắt tôi, đứng trên đếm không hết những tầng sen rực ánh hào quang ấy. Từng tầng những cánh sen lại hiện lộ thắng cảnh bảo tháp, phóng ra muôn ngàn tia sáng. Trong những tia sáng lại có vô vàn những vị Phật ngồi ngay ngắn trong rừng tia sáng chói chang ấy. Cùng lúc, tôi còn thấy đại điện với những vách vàng ống ả chói lọi. Nhìn sâu vào mãi, tôi thấy cả toàn cảnh của thế giới Cực Lạc Tây Phương. Lúc ấy, sư Diên Quang hiện lại thân thật của Bồ Tát Quán Thế Âm, với toàn thân trong suốt, sắc ống vàng, trang phục phát ra ngàn muôn tia sáng khác nhau, nhận không rõ là nam hay nữ. Giờ đây, Bồ Tát với thân hình cao lớn hơn tôi, ước độ bằng vai của Đức Phật A-di-đà. Đất nước Cực Lạc của thế giới phương Tây, nếu theo lời kinh nói, cách đây những 10 vạn ức đất Phật, nếu đi bằng tốc độ ánh sáng thì phải đi hết 150.000 năm ánh sáng mới tới nơi. Với tuổi thọ của con người là không thể nào tới được. Còn nói về vật chất, nếu đi bằng xác thân xương thịt này, dẫu có khởi từ mới tạo lập trái đất, đi hết vòng quanh trái đất, đến trái đất hư diệt, tạo lập rồi lại diệt, cũng khó lòng đến được. Thế mà chỉ với nguyện lực sẵn và một lòng vững dạ, cộng với khẩn cầu Đức Phật A Di Đà gia bị, thế thì chỉ cần một sát na lẹ như duỗi tay là đã đến được tận nơi. Tôi kính cẩn đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, cầu ngài gia bị ban cho tôi phước huệ được liễu sanh thoát tử. Ngài bảo tôi, Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp dẫn con đến đây tham quan các nơi, con cứ đi tham quan đi, rồi sau đó con còn phải trở về thế gian đấy. Lúc ấy tôi đã say mê cảnh giới tốt đẹp của Tây Phương Cực Lạc rồi, cảm thấy thế gian đầy dẫy những nhớp nhúa đau khổ, không muốn trở về nữa. Tôi mới năn nỉ, Cực Lạc quốc độ quá là tốt đẹp, con không còn muốn trở về thế gian nữa, nguyện cầu Đức Phật A Di Đà phát đại từ bi tâm giữ con lại đây. Ngài dạy, không được, không phải ta chẳng chịu giữ con ở lại thế giới Cực Lạc này mà buộc con không rời không được. Chỉ vì hai kiếp về trước con đã vãng sanh đến đây rồi, chính con đòi trở về thế gian cứu đời độ người, cho nên giờ đây con cần phải quay về làm cho xong tâm nguyện của con, đem tình hình được thấy biết ở đây truyền đạt cho thế gian biết, lấy đó mà giáo hóa thế nhân. Đức Phật bảo với Quán Âm Bồ Tát, dặn hướng dẫn tôi đi tham quan các nơi. Tôi đảnh lễ ngài ba lại, rồi cùng với Bồ Tát Quán Âm bước ra khỏi cửa đài thuyết pháp. Quán Âm Bồ Tát bảo, thôi, để tôi dẫn ông đi, ta sẽ đến hạ phẩm hạ sanh trước, thăm lần đến thượng phẩm thượng sanh nhé.
Trên đường lướt đi ấy, thân hình Bồ Tát và cả tôi nữa lần lần thu nhỏ lại, thấp xuống. Tôi thấy lạ, bèn hỏi Bồ Tát Quán Âm: "Tại sao lạ vậy thưa Bồ Tát? Tại sao thân người lại có tình trạng thu nhỏ như vậy?" Ngài trả lời: "Chúng sanh từng phẩm, vì cảnh giới không giống nhau, nên hình thể vào độ cao cũng có lớn nhỏ khác nhau. Chúng ta đang ở thượng phẩm, nơi trụ xứ Đức Phật A-di-đà, mà đi về hướng hạ phẩm, nên biết là trong chính phẩm sen vàng ấy, chúng sanh trong thượng phẩm cao lớn hơn chúng sanh trong trung phẩm, ở trung phẩm lại cao lớn hơn hạ phẩm. Cho nên, ta đi từ thượng phẩm, cố nhiên thân hình cần phải thu nhỏ lại, thấp xuống, để ta không khác thường với chúng sanh nơi ấy, gọi là thích hợp cảnh giới là vậy đó." Phần 5. Viễn hạ phẩm liên hoa, nơi đới nghiệp vãng sanh. Tức đem theo vọng nghiệp mà vãng sanh. Chưa nói được mấy câu, đã đến ao sen hạ phẩm rồi. Thoáng nhìn qua, đã thấy bãi đất bằng như bàn tay, đều do cát vàng trải phủ kín, óng ánh vàng rực. Trên bãi đất rộng mênh mông ấy, có vô số các bé gái chừng 13-14 tuổi. Các bé ấy mặc cùng một loại áo màu lá mạ, váy màu hồng đào, đeo đai vàng ống. Mà lạ, tất cả các đứa bé cùng cỡ tuổi, cùng chung một dáng dấp, mặt mũi y như nhau. À, thế ra Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có con gái nữa. Tôi bèn hỏi Bồ Tát Quán Âm: "Thưa Bồ Tát, nghe Kinh Phật nói, ở thế giới Cực Lạc không có sự phân biệt nam nữ, cớ sao ở đây lại có con gái nữa?" Ngài trả lời: "Đúng vậy. Ở nơi đây không hề có sự phân biệt tướng nam tướng nữ. Ông thử nhìn lại thân hình ông xem thì biết." Tôi nhìn lại, thấy hết hồn. Thì ra, tôi cũng có dáng dấp của bé gái 13-14 tuổi, mặc áo váy y như các bé kia, mặt mũi chưa biết thế nào, chứ tay chân, biếm tóc, đai áo, váy áo, chẳng khác các nữ chúng ở đây tí nào. Tôi ngạc nhiên hỏi Bồ Tát: "Thưa Bồ Tát, tại sao như thế này được?" Ngài bảo: "Ở đây có một vị Bồ Tát chủ trì. Nếu biến nam thì toàn bộ là nam, biến nữ thì toàn bộ là nữ, đều từng ấy tuổi. Thật ra, dẫu có biến nam hay nữ, thì tất cả đều như nhau, đâu có sự phân biệt khác phái được. Hơn nữa, từ hoa sen hóa sanh ra là không có máu thịt, mà là một thể trong suốt, chỉ thay đổi ở dáng dấp bên ngoài thôi. Ông nhìn lại xem có phải như vậy không?" Tôi bèn nhìn lại thân thể mình, đúng là trong vắt như pha lê chiếu sáng, không có xương thịt, máu, móng tay, móng chân. Những người được vãng sanh đến ao hạ phẩm hạ sanh này đều là đới nghiệp vãng sanh, không luận là trai gái, trẻ già. Sau khi từ hoa sen hóa sanh ra, nhất loạt biến thành bé 13-14 tuổi, cùng một cách ngây thơ xinh đẹp như vậy. Tôi hỏi Bồ Tát Quán Âm: "Thưa Bồ Tát, tại sao người vãng sanh đến đây lại biến thành cùng một dáng dấp, lại cùng một độ tuổi như vậy?" Ngài trả lời rằng: "Tại vì Phật tánh bình đẳng, Phật lực của A-di-đà tiếp dẫn họ đến hóa sanh bằng hoa sen. Tất cả đều được tiếp độ, tất cả đều được liên hoa hóa sanh, cho nên tất cả đều được đãi ngộ như nhau, không cứ là cụ ông, cụ bà, trai tráng. Sau khi từ hoa sen nở ra, đồng loạt trở thành đứa bé mười mấy tuổi là nguyên lý ấy, tướng mạo y như nhau, kháo khỉnh, dễ thương, y như nhau. Sau khi được hoa sen hóa sanh ra trong ao hạ sanh phẩm, mỗi ngày trong sáu thời, có một thời là hội giảng kinh do một vị Bồ Tát chủ trì. Khi đến giờ chuông pháp reo vang, người trong ao sen hoặc trong lầu cát nhất loạt biến thành nam hoặc biến thành nữ, có một hình tướng nhất định, trang phục như nhau, toàn do Phật lực hoặc do Bồ Tát điều khiển. Những người trong hạ sanh hạ phẩm này ban ngày rời khỏi hoa sen ra ngoài chơi giỡn, hoặc ca hát, hoặc nhảy múa, hoặc lễ bái,
hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, và tất cả hoạt động theo ý thích. Đến giờ nghỉ ngơi buổi chiều tối, thì mỗi mỗi đều trở về hoa sen của mình. Hay nói cách khác, ban ngày sen nở, ban đêm sen úp. Khi đã trở vào hoa sen rồi, sẽ không được hoạt động lăng xăng bên ngoài. Chỉ có thể niệm Phật, hoặc có thể trầm tư suy tưởng những vọng ảnh. Vì hạ sanh hạ phẩm này là đới nghiệp giảng sanh, nên khó tránh được những phản ảnh của vọng nghiệp được đem đến từ đời quá khứ. Tôi lại được dẫn đến bên ao sen. Lạ quá, nước trong ao lềnh bềnh như mặt thoáng hơi nước, như mây, như không khí vậy, chứ không giống nước thể lỏng ở thế gian này. Bồ Tát bảo, ông xuống tắm thử đi. Tôi lo lắng, rồi ướt hết áo thì sao, thưa Bồ Tát? Ngài bảo, không ướt đâu, không giống ao ở thế gian, làm ướt áo lúc tắm đâu. Tôi vâng lời, mạnh dạn xuống tắm. Đúng như vậy, quần áo không hề ướt. Tôi trước đây vốn sợ xuống ao hồ vì không biết bơi, nhưng ở đây lại có thể theo ý nghĩ của mình, muốn lên xuống, trái phải, toàn theo ý điều khiển. Tôi thích thú bay lượn trong ao sen, tắm và giỡn nước. Vì hiếu kỳ, tôi thử hóp một ngụm nước. Ôi, ngọt quá! Thế là tôi há to miệng, hóp lấy hóp để. Càng uống, tinh thần càng khỏe khoắn, toàn thân dẻ thênh thênh. Lúc ấy, tôi bay tới giữa ao, thấy rất nhiều đóa sen vô cùng đẹp đẽ, nở sáng lạng. Có người ngồi ngay ngắn trên hoa niệm Phật, nhưng cũng có một số hoa sen đang héo úa hoặc gãy gấp, thậm chí có đóa tàn lụn. Nước ao sen này chính là loại nước mà kinh A Di Đà gọi là Bát Công Đức Thủy ấy. Cách phản ảnh vọng nghiệp của chúng sanh trong hạ phẩm hạ sanh. Chúng sanh của hạ phẩm hạ sanh là những chúng sanh được đới nghiệp giảng sanh do nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế nào gọi là đới nghiệp giảng sanh? Do ngày trước, ở trong thế gian ta bà, những chúng sanh này từng tạo qua vô số nghiệp ác như sát sanh, trộm cắp, phỉ báng, dối gạt, hãm hại, tà dâm, nói thêu dệt, vân vân. Nói về hành vi những người này, lẽ ra không thể giảng sanh được, nhưng ở ngày sắp chết ấy gặp được thiện tri thức, dạy bảo niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Do nhất tâm bất loạn, niệm Phật liên tục trong phút cuối, lại được nguyện lực của Đức Phật A-di-đà gia bị cho, nên được tiếp dẫn đến Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong ao sen của hạ phẩm hạ sanh. Nhưng trong chính phẩm hoa sen ấy, nếu muốn tu tiến từ phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh đến phẩm cao nhất là thượng phẩm thượng sanh, cần thời gian là 12 kiếp trên ấy. Một kiếp trên ấy bằng 16.798.000 năm dưới này. Muốn vượt thêm để thành Phật cần 21.576.000 năm. Thế mà nếu như ta nhất quyết chịu khó tu trì ở cõi ta bà này, chỉ cần dài 3 năm hay 5-7 năm đã có thể ở trung phẩm hay thượng phẩm rồi. Hoặc giả ráng tu hết kiếp có thể thành Phật đạo. Do đó, chúng ta cần biết quý cái thân người khó đặng nay đã đặng, để quyết chí tu hành thì nhiều triển vọng thành Phật hơn ở bất kỳ cảnh giới nào khác. Mới tu trì như gương của Ngài Ấn Quang Pháp Sư hay Hoằng Nhất Pháp Sư chẳng hạn, đang ở thượng phẩm thượng sanh vậy. Nhưng mà nói qua cũng cần nói lại, chúng sanh ở thế giới ta bà này lại có rất nhiều loại khổ tâm khó mà tránh khỏi. Khổ tâm về cuộc sống, về sự già, bệnh, chết chóc, về quán ghét mà cứ gặp, về ứ ác thú. Suốt quá trình tu tập vẫn như bàn thạch ở trong cảnh cực lạc mà trôi qua.
Hoa sen ở hạ phẩm hạ sanh không giống như hoa sen ở thế gian chúng ta. Nó lớn cỡ 3 dặm đến 4 dặm. Nó cao từ 3 đến 4 tầng lầu. Hoa sen nào cũng phát hào quang. Nếu mà chúng sanh trong hoa sen ấy khởi vọng tưởng các loại, thì ánh sắc của hoa sẽ u trầm ảm đạm. Nếu nội tâm thanh tịnh, thì hoa sen sẽ rừng rực chiếu sáng. Bồ Tát Quán Âm nói, chúng sanh từ nhiều đời nay tạo vô lượng những nghiệp không giống nhau, cho nên sau khi đới nghiệp giảng sanh, cách phản ánh vọng nghiệp cũng khác nhau. Người trong hạ phẩm hạ sanh, nghiệp chướng tương đối nhiều, vì có sự khác biệt về nặng nhẹ ít nhiều của nghiệp mang theo, nên trong các hoa sen ở hạ phẩm cũng chia làm thượng trung hạ ba bậc. Phần nhiều là những loại hình ân tình luyến ái khó quên như cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, vân vân. Và cả ước mơ hào phú về vật chất, mỗi mỗi đều phản ảnh ra, cũng như ở thế gian chiêm bao vậy. Giờ đây, tôi đưa ông đi xem tình hình thực tế của một phản ảnh vọng nghiệp ở nơi đây nhé. Bồ Tát dẫn tôi qua mấy ngã quẹo, đến một đóa sen tương đối ảm đạm tối. Lúc đến gần thì thấy một tòa lâu đài, phòng ốc đẹp, lớn hơn cung vua, vườn hoa vô cùng tráng lệ. Trong nhà bày biện những vật cổ quý giá, tất cả bố trí trang giả, cũng như là nhà tể tướng sang quý nhất vậy. Trong ấy, trai gái già trẻ, khoảng 10 người, quần áo giống như ở thế gian ta. Mấy người ra ra vào vào rất là nhộn nhịp, như đang sửa soạn đãi đằng chi vậy. Tôi hỏi Bồ Tát Quán Âm, thưa Bồ Tát, tại sao trong thế giới cực lạc lại có cách sống giống như thế gian vậy? Ngài trả lời, cảnh này là của một người lúc lâm chung ở ta bà, rất là thanh tịnh, đới giảng sanh, nhưng những tánh thoái của nghiệp vọng nhiều đời nhiều kiếp dày đặc, chưa dứt hết hồng trần. Nên mỗi khi về nghỉ ở hoa sen, hay đánh giấc mơ về dĩ vãng, những là ân tình, cha mẹ, vợ con, người yêu, anh em, chị em, dâu cháu, quyến thuộc, vân vân. Mà hễ vọng niệm khởi lên thì hiển hiện ra ngay. Ở đây chỉ có an lạc mà không có khổ, dẫu là khổ cầu bất đắc. Cho nên khi vọng nhớ đến cha mẹ thì cha mẹ liền hiện đến, nhớ nhà lầu cung son thì cung son liền hiện đến. Muốn ăn món sơn hào hải vị thì đều hiện đến ngay. Khi tỉnh lại chẳng còn có món nào. Đấy là phản ảnh cảnh chiêm bao của thế gian vậy. Chỉ là một hình thức giả hiện. Ngay khi ấy, những thân nhân có hình ảnh hiện ra, nếu còn đang sống ở thế gian cũng không hề hay biết. Lời của Bồ Tát khiến ta tỉnh thức. Kỳ thật, cuộc sống ở thế gian này há chẳng giống như một giấc mơ lớn hay sao? Bon chen, đua đòi, khi xua tay tả thế thì chẳng còn có món nào đem theo được. Cho dù có khôn khéo dành dụm được vô vàn của báu, lúc cuối cùng cũng đành về với cái không của thuở ban đầu. Bồ Tát Quán Âm còn cho biết, đúng ra người đới nghiệp giảng sanh đến đây thì vọng tưởng còn nhiều hơn người ở thế gian. Bởi ở thế gian là dạng vật chất, cách ngăn rất nhiều. Vọng tưởng này được dựng lên thì che lấp vọng tưởng trước. Nên cái này sinh là cái trước diệt, sinh diệt liên tục, luôn luôn không bỏ. Không thỏa các ước mơ to lớn, nên hay có cái than vãn cầu bất đắc khổ. Mà ở cực lạc thế giới thì khác, chỉ cần tưởng cái gì thì cái đó hiện ra ngay, cho hưởng dụng tối đa. Bởi nơi đó tính chất thuộc hư không, trải đầy pháp giới. Tôi lại hỏi Bồ Tát, vọng cảnh tức mộng với thực cảnh thanh tịnh của Như Lai khác nhau chỗ nào? Ngài dạy rằng, thực cảnh là còn mãi không mất, vĩnh viễn phóng ra muôn đạo ánh sáng. Còn vọng cảnh thuộc về vô thường, không thể phóng ra bất kỳ ánh sáng nào cả,
mà cũng không có chi bền chắc. Đến khi thức tỉnh ra rồi, không còn thấy gì tồn tại. Chúng sanh trong thế giới ta bà không biết hối tiếc tinh lực của cuộc đời, phung phí trong việc tranh danh đoạt lợi, tạm bợ, đấu đá, cho đến lúc chín sống mười chết, rốt cuộc lại buông hơi tắt thở, chẳng mang theo được cái gì mà mình mất công trăm cay ngàn đắng để giành lấy được. Thần thức lại bị đọa vào luân hồi lục đạo, trôi theo sanh tử, nương nghiệp báo mà nếm đủ chua cay đắng chát. Bởi vậy, muốn thoát khỏi biển khổ, cần sớm thức tỉnh, dừng chân tác nghiệp. Bồ Tát bảo, căn nhà này là của người Phổ Điền, tỉnh Phước Kiến, đồng hương với tôi, được đối nghiệp giảng sanh. Bồ Tát bảo tôi vào nhà xem thử. Tôi gõ cửa vào nhà, nhà đang bài tiệc, có chừng 60-70 người đang say mê chè chén. Trên bàn đầy dãy những món trân quý, có một ông già chừng 70 tuổi ra tiếp tôi, dáng hào phóng, có thể là chủ nhà. Ông ta hỏi, mời ông vào tiệc, ông ở đâu đến đây? Tôi trả lời, tôi là người đồng hương với ông, tôi đến từ Phổ Điền, tỉnh Phước Kiến. Ông ta nghe nói đến đồng hương là hớn hở ra mặt. Ồ, thế thì hay quá, quý quá quá, mời vô. Tôi hỏi, ông đang ăn mừng việc gì vậy? Ông tươi cười hỏi lại, ông làm sao mà đến được đấy? Tôi đưa tay chỉ ra ngoài cửa nói, do Bồ Tát Quán Âm dẫn tôi đến đây tham quan các chỗ rồi về. Vừa nói xong câu ấy, tất cả cảnh vật ở đây đột ngột biến mất. Ông già ấy vừa nghe thánh hiệu Quán Âm liền rùng mình một cái, lộ vẻ bẽn lẽn sám hối. Trước mắt tôi, vẻ ồn ào chè chén của 60-70 người lúc nãy trong căn nhà bài biện lộng lẫy giờ đây tan biến đâu hết, mà hiện lại còn là một đóa hoa sen. Trên ấy có một cô bé 13-14 tuổi, trong vắt, trong hào quang niệm Phật, đẹp vô cùng. Sau đó ông ta kể, tôi người thôn Đa Đầu, Hàm Giang, thuộc Phổ Điền của tỉnh Phước Kiến, tên là Lâm Đạo Nhất. Nhà giàu có, thuộc gia đình danh vọng trong thôn. Ngài Lâm Chung được thiện tri thức chỉ dẫn 10 niệm giảng sanh. Cái mà tôi xấu hổ nhất là nghiệp chướng vọng tưởng quá nhiều, không thể trừ hết, ân tình khó dứt, nên ưa nghĩ bậy bạ, hiện ra đủ thứ vọng cảnh. Bồ Tát Quan Âm từng gọi tôi lên 2 lần dạy dỗ, bảo tôi sửa sai, thế mà tật cũ tôi cứ vướng phải, sửa chữa không được. Tôi có đứa cháu tên A Dượng, đang ở Tân Gia Ba. Ông nói dùm con tôi là tôi giảng sanh tịnh độ Tây Phương rồi. Bồ Tát Quán Âm thường khuyên nhủ những người đối nghiệp giảng sanh này, nên thường đến tắm trong nước Bát Công Đức Thủy, để rửa đi vọng tưởng trong lòng, cho mình được trở về được cái thanh tịnh ban đầu, hiện ra bản lai diện mục của mình. Tôi lại được dẫn đến một thung lũng hẹp giữa hai bờ vách cao. Tôi được mục kích một hiện tượng lạ. Một cô gái chừng 20 tuổi đang ngồi khóc ròng thê thảm. Tôi ngơ ngác nghĩ, ủa, thế giới cực lạc không hề có sự khổ tâm, mà tại sao lại có cô gái khóc lóc thảm thương vậy nhỉ? Bồ Tát như hiểu ý tôi, bảo, tới đó xem sao. Tôi bèn đến bên cô gái, chắp tay hỏi, nguyên cớ đâu lại khóc sướt mướt như vậy? Cô gái ngước nhìn thấy tôi, không những không khóc nữa, mà còn cười xòa nói với tôi, dạ thưa, không có chi, mà chỉ vì tâm linh vọng nhớ bậy bạ thôi. Nói rồi, cô chuyển mình thành một bé gái chừng 13-14 tuổi, thân trong vắt, ngồi ngay ngắn chắp tay lên đóa hoa sen, tỏa chiếu ánh hào quang. Cảnh thung lũng với vách núi cao khi nãy biến mất. Cô bé mỉm cười nói với tôi, cháu người Thuận Xương, tỉnh Phước Kiến. Năm cháu 21 tuổi, gia đình ép gả chồng. Cháu cương quyết xuất gia học Phật, gia đình không cho. Bức bách quá, cháu nhảy xuống vực, như ông thấy đó, để tự sát. Việc này vốn trong thập ác tử, không được siêu sanh.
Nhưng Bồ Tát Quán Âm vì thương cảm cháu một lòng một dạ quy y đầu Phật nên tiếp dẫn đến chốn này. Vì cháu mới đến không lâu, đứng bên tôi không phải là Bồ Tát Quán Âm sao? Cô nhìn lại, vội vã quỳ xuống đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát chỉ dạy cô ta, dặn cô bé hãy xuống ao tắm nước bát công đức thủy, sẽ lần hồi tiêu trừ những nghiệp chướng này. Trong ao sen này, tôi lại thấy một số sen cũng tỏa sáng, một số sen lại úa héo, ảm đạm và lụng tàn. Tôi thấy lạ, bèn hỏi Bồ Tát. Ngài trả lời, một đóa sen tàn héo là bởi có người thoạt đầu tin Phật, niệm Phật tinh tấn lắm, nên đã gieo vào ao sen mầm hoa, nảy ra hoa đẹp sáng hào quang. Nhưng xiên sáng ít lâu đã uể oải giải đãi tâm ban đầu, không những không niệm Phật mà còn gây tạo nghiệp thập ác. Do đó, thiện căn tuy nở thành hoa sen nhưng cũng húa éo gãy tàn đi. Ông xem đây, hoa sen kia là của một người gian tây, lúc đầu quy y niệm Phật, sau đó được ra làm quan, rồi chẳng niệm Phật nữa mà mở sòng chứa, làm chuyện thập ác, bị chánh phủ phán xử tử hình. Cho nên hoa sen bị héo gãy luôn. Còn một đóa này nữa, quy y niệm Phật được 3 năm, hoa nọ coi khá khá, rồi gặp dịp làm ăn lớn, cật lực hốt của phi nghĩa, cuối cùng bị phá sản, hết đường tính kế, bèn tự sát chết. Phạm thập ác là không được giảng sanh, mới khiến cho hoa sen của ông ấy tàn lụng như vậy đó. Tôi lại hỏi Bồ Tát, thưa Bồ Tát, Thường Lương Pháp Sư tại Tiền có nói với con là niệm một câu Phật diệt hằng sa tội. Người ấy niệm Phật những 3 năm, mà sao chẳng có công quả gì vậy? Ngài bảo, câu ấy là chỉ cho kẻ nương đời tạo ác, sau nghe thiện tri thức khuyên bảo mới hồi tâm hướng thiện, sám hối lỗi xưa, thề không phạm nữa, thật lòng bỏ ác làm lành. Niệm Phật một câu, các tội tiêu sạch, tiếp tục không ngừng niệm Phật, chết đi vãng sanh lạc quốc, dẫu đới nghiệp vãng sanh cũng quyết không thoái chuyển, sau rốt thành Phật. Viếng thác Tịnh Quán và Ngữ Ngôn Đà La Ni. Đột nhiên chuông reo, Bồ Tát Quán Âm nói, đến giờ thuyết pháp rồi. Tôi thấy tất cả bé gái lúc nãy chuyển mình thành bé trai cả, cũng 13-14 tuổi, nhưng dáng trai trẻ, mặc áo đỏ đai vàng ống, tóc để hai kết phía sau, đầu thân tay chân đều trong trắng thấu suốt. Cả hàng ngàn hàng vạn trẻ nhảy ra khỏi đài sen, cùng nhau xá lễ, nhạc trời ở đâu trỗi dậy du dương, chim chóc các loại quá lên niệm Phật. Tiếp đó xuất hiện một vị Bồ Tát, toàn thân phóng ra ngàn muôn tia sáng đủ màu, toàn cảnh ấy đẹp đẽ vô cùng. Bồ Tát Quán Âm nói, vị này là Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, hôm nay đến phiên Bồ Tát ấy trực tiếp thuyết pháp. Lúc ấy rợp cả bầu trời, rải xuống từng chùm các loại hoa đủ màu tươi thắm. Các bé trai ấy hàng ngũ chỉnh tề đứng dậy, dùng vạt áo của mình hứng đầy những hoa tuyệt diệu ấy, đi cúng dường 10 phương chư Phật. Ở trong hạ phẩm hạ sanh có một nơi gọi là phòng thuyết pháp Ngữ Ngôn Đà La Ni. Ngữ Ngôn Đà La Ni có nghĩa là Bồ Tát thuyết pháp câu gì chẳng biết, nhưng đến tai của người nào đều chuyển ngữ thành tiếng bản xứ của người đó, chẳng cứ gì người Quảng Đông, Nhật Bản, Triều Tiên, Pháp, Mỹ, Việt Nam, Liên Xô, Phi Châu, vân vân. Cứ như là Bồ Tát đang thuyết pháp bằng tiếng của nước mình vậy. Đó là cái ảo diệu nhiệm màu của Ngữ Ngôn Đà La Ni. Tịnh Quán tháp vô cùng to lớn, ở trong ấy cái gì cũng có thể thấy được, cũng có thể ảnh hiện ra cả những cảnh giới của 10 phương thế giới. Chẳng hạn muốn thấy trái đất của cõi Ta Bà đây,
đưa mắt dõi theo chỉ chừng một hạt cát. Nhìn mặt trời cũng vậy, chỉ lớn hơn tí chút. Nhưng nếu muốn nhìn rõ tình cảnh của một vùng nào đó như châu Á chẳng hạn, thì cảnh ấy hiện lớn lên. Muốn thấy vạn lý trường thành của Trung Quốc chẳng hạn, hay thậm chí muốn nhìn kỹ trong nhà nào, ở đâu, sinh hoạt hiện giờ ra sao, đều hiện rõ danh dách ra trước mắt. Hay nói cách khác, chỉ cần nghĩ tới đâu, trong Tịnh Quán Tháp sẽ hiện rõ nơi ấy, việc ấy, cứ như là đài thiên văn vũ trụ tinh vi nhất vậy. Giảng sanh đến hạ phẩm trung sanh là những người ở Ta Bà hằng làm việc thiện, tích lũy phước đức, hoặc niệm Phật hồi hướng giảng sanh tịnh độ. Với sự gia bị của Phật A-di-đà, liền được tới cảnh giới này. Giảng sanh đến hạ phẩm thượng sanh là những người Ta Bà tiến bộ hơn một bậc nữa, bằng gìn ngũ giới, bát quan trai giới, tích cực hành thiện, bố thí, tu trì tương đối nghiêm trang mới được giảng sanh đến nơi này. Tham quan sơ qua những nơi này, Bồ Tát dẫn tôi lên cao hơn một tầng nữa, đến trung phẩm đệ viếng thâm. Phần 6. Viếng trung phẩm liên hoa nơi phàm thánh đồng cư. Ra khỏi ao sen hạ phẩm, tôi lại trì chú, thân như ngồi máy bay lướt gió mà bay lên. Tôi đột nhiên cảm giác lại thân mình đang rùng rùng lớn lên, cao lên. Hoa sen ở trung phẩm quả là to lớn. Một đóa sen lớn cỡ 800-900 dặm, bằng như một tỉnh bên Trung Quốc. Bán kính hoa sen có thể lớn bằng từ Tân Gia Ba đến nửa nước Thái Lan. Toàn hoa sen có thể lớn như vậy thì người ngồi trên đó phải lớn tương đương. Ta đã biết cao tới bậc nào chẳng cần phải nói. Chư vị cũng biết là phòng xá cung điện ở đây phải lớn cỡ nào để tương ứng với hàng vạn chúng sanh vào trong nghe giảng pháp. Bồ Tát Quán Âm nói, ở trung phẩm, đa số là phàm thánh đồng cư, tứ chúng đều có. Tứ chúng là tăng ni, thiện nam, tín nữ. Người giảng sanh đến đây hơn người ở hạ phẩm một bậc. Lúc sanh tiền đều có ý niệm ra khỏi tam giới, ở thế giới Ta Bà chịu khổ tu luyện. Ngoài việc tự tu còn tích cực trong công việc Phật sự, hoặc đóng góp xây dựng chùa tháp, hoặc in ấn kinh sách, hoặc trùng tuyên Phật Pháp, dùng phương tiện khéo léo để khuyên hóa người khác tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, giảng giải chỗ nghi ngờ khó hiểu trong kinh Phật, để người người tinh tấn tu hành, còn cố gắng bố thí, pháp thí, vô quý thí, nghiêm trì giới luật, biết phát lòng từ bi hỷ xả, lúc lâm chung được Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn giảng sanh đến ao sen trung phẩm. Nhưng mà cách tu trì như trên vẫn có bậc sâu cạn, nên ở đây cũng chia ba bậc: thượng sanh, trung sanh và hạ sanh. Chuyện vừa dứt, chúng tôi đến trước một đại điện. Tôi đảnh lễ chư vị Bồ Tát nơi đây. Bồ Tát Quán Âm liền dẫn tôi tham quan. Ôi, ao sen trung phẩm mới đẹp làm sao? So với hạ phẩm, ao sen trung phẩm không biết vượt trội hơn mấy chục lần. Bốn bên đều được xây bằng bảy báo. Hoa sen trong ao phóng ra những tia sắc sáng lung linh, cùng nhau ánh lên màu sáng chói lọi, hấp dẫn vô cùng. Lạ hơn nữa là hoa này rất nhiều tầng cánh sen. Bên trong mỗi tầng đều hiện đình đài, lầu cát, bảo tháp, phóng mười mấy thứ ánh sắc. Cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Người ngồi trên tòa sen, toàn thân hiện sắc ống ánh vàng hồng, trong suốt, cũng phóng muôn đạo hào quang, y phục cùng loạt nhất như nhau. Tuổi cỡ trên dưới 20, không thấy một đứa trẻ nào, không thấy một người già nào. Bất giác nhìn lại mình, ơ hay, sao tôi cũng dáng dấp như vậy nữa, chỉ có Bồ Tát Quán Âm là giữ nguyên dạng Bồ Tát mà thôi. Bồ Tát còn nói, trong chín phẩm hoa sen, mỗi phẩm từ dưới lên trên, tu được rồi, sen được dời lên ao phẩm trên, cũng giống như tham thiền vậy. Sơ thiền, tu rồi lên nhị thiền,
nhị thiền rồi lên tam thiền, rồi mới tới tứ thiền, lý ấy như vậy. Đột nhiên tiếng chuông reo vang, Bồ Tát Quán Âm nói: "Hôm nay ở đây do Bồ Tát Đại Thế Chí và Thường Tinh Tấn Bồ Tát giảng về kinh Pháp Hoa, ông đi nghe chứ?" Tôi trả lời: "A Di Đà Phật, con rất thích kinh Diệu Pháp Liên Hoa." Nói rồi, cùng Bồ Tát Quán Âm bước lên hội trường của đài giảng. Bồ Tát Quán Âm dẫn tôi lên đài, tôi đảnh lễ hai vị Bồ Tát giảng sư, rồi hai vị chỉ tôi ngồi bên. Đại Thế Chí Bồ Tát lên bục giảng. Lúc ấy, không biết từ đâu khói hương xông lên, thơm ngát lan tỏa, đâu đây du dương tiếng nhã nhạc lưng trời. Vô số chim muôn màu muôn vẻ bay lượn hót lên thánh hiệu niệm Phật. Tất cả lễ bái xong, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng dậy tuyên bố nội dung buổi giảng: "Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là căn nguyên của chư Phật thế giới Hoa Tạng, là căn bản để thành Phật. Hễ muốn thành Phật, cần phải tu học kinh điển này. Lần giảng trước, giảng tiết thứ nhất, thế nào là kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vô lượng bảo. Hôm nay sẽ nói đến tiết thứ hai, về tác dụng của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đại khái nói khoảng một giờ đồng hồ." Và câu kinh không đồng nhau, tôi bèn hỏi Bồ Tát Quán Âm: "Ngài cho biết kinh văn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian tương đối cạn dễ hiểu, còn ở đây lời lẽ áo bí hơn, diệu màu hơn. Nhưng tuy dù cạn hay áo bí thì ý nghĩa chính cũng một thứ thôi. Có thể nói như thế này: người trời không hiểu cảnh giới Bồ Tát, La Hán không hiểu cảnh giới Bồ Tát, còn Bồ Tát không hiểu cảnh giới của Phật. Ông nghe Bồ Tát giảng kinh chỉ phát ngôn bằng một tiếng nói, trăm ngàn tiếng nói cả nước đều được chuyển đến tai người nghe bằng độc nhất âm điệu của nước mình, đó là ngôn ngữ Đà La Ni Tam Muội. Bồ Tát Thường Tinh Tấn giảng xong, đất trời hiện ra cảnh tượng, không phải nói là một bức tranh, một bức tranh vô cùng đẹp mắt, không thể nói hay nghĩ bàn được. Từ trên lưng trời rải xuống những đóa hoa tươi thắm đủ màu sắc, muôn đạo hào quang chiếu ra lung linh tuyệt vời. Trong đại giảng, tất cả thanh niên đồng thời đứng dậy lấy vạt áo đựng đầy hoa. Lúc ấy nhạc trời đồng trỗi lên du dương tuyệt vời, không biết từ đâu vọng ra vô cùng hùng tráng. Đang ngắm hình ảnh xuất trần ấy, tự nhiên trên hư không cả ngàn cả vạn thanh nữ mặc áo màu cốm đi vào, xuyên tường xuyên vách, tà áo lấp phất bay từ trên cao cùng nhau bước xuống. Tôi lấy làm lạ, bèn hỏi Bồ Tát về việc đi xuyên qua vách như vậy. Bồ Tát cho biết thế giới Cực Lạc do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà hình thành, thánh chất ấy không phải vật chất, cho nên bất kỳ đền đài lầu cát, điện bảo tháp, núi sông, hoa cỏ, cây cối đều trong suốt không vật chất, do đó không chướng ngại, có thể đi xuyên qua một cách tự nhiên. Ông không tin, cứ thử một lần xem. Tôi y lời, chạy qua vách đại điện đi thử, rồi cột lớn, lan can, vân vân. Thử bước qua, vào lọt thuốc, khi tiếp giáp, vẫn biết là có vật đó, nhưng lọt vô tự nhiên không dướng dấp. Cũng như ở thế gian, chúng ta biết, khối nước do mặt hồ nước, nhưng đưa tay vào nước rất tự nhiên không bị cản lại. Tiếp đó, Bồ Tát Quán Âm dẫn tôi đến hai chỗ kỳ quan nữa là Bát Đại Cảnh Sơn và Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Bát Đại Cảnh Sơn. Bát Đại Cảnh Sơn là tám cảnh núi lớn. Tám núi lớn này biểu trưng cho tám thức của con người: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, hợp xưng bát thức tâm địa. Phật A Di Đà thiết lập cảnh này là mong những người trước khi bước vào đất tịnh độ này
cần khiến cho tâm thức của mình tu thành chữ không mới dứt. Núi thứ nhất là Quang Minh Cảnh Sơn, biểu trưng cho nhãn thức. Trong núi ấy, hình ảnh của thế giới mười phương, tất cả và tất cả đều có thể nhìn tận tường được. Ví dụ như, cần xem một chúng sanh nào ở thế giới ta bà đây đang sống như thế nào, đời quá khứ thế nào, kiếp tới nữa thế nào. Chẳng hạn như kiếp trước là heo, là nô tỳ, kiếp trước nữa là gia đình trưởng giả, đế vương, tướng quốc, vân vân. Núi thứ hai gọi là Thanh Vân Cảnh Sơn, biểu trưng cho nhĩ thức. Vừa đến núi này là lỗ tai ta có thể nghe được tất cả âm thanh của mười phương thế giới. Không phải nghe dồn một lúc đâu, ta nghĩ tới đâu muốn nghe tiếng nào ở đâu thì âm thanh vang vọng nhận biết rõ ra, còn biết Đức Phật nào đang giảng kinh điển nào. Núi thứ ba gọi là Tỷ Phương Cảnh Sơn, biểu trưng cho tỷ thức. Trên núi này có thể ngửi mùi vị nào, bất kỳ địa phương nào, còn biết cả nội dung của mùi ấy nữa. Chẳng hạn như mùi hóa chất ấy gồm những hợp chất gì hay đơn chất gì, vàng, đồng, bạc, thau hay sắt. Núi thứ tư gọi là Thiệt Phương Cảnh Sơn, biểu trưng cho thiệt thức. Nhận biết từ miệng lưỡi nào nói ra và ý nghĩ tiếng ấy ra sao, từ trên cảnh giới Phật Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, Trời, A-tu-la, Người, thậm chí tiếng ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục đều nghe hiểu. Núi thứ năm gọi là Kim Thân Cảnh Sơn, biểu trưng cho thần thức. Ở trong núi này có thể bằng xúc giác nhận hiện ra tất cả sự vật, có thể thấy tất cả nhiều kim thân của thế giới ta bà như 32 tướng vân vân đều rõ. Núi thứ sáu gọi là Ý Thức Cảnh Sơn, biểu trưng cho ý thức. Ở núi này có thể gặp vô số chư Phật từng kiếp một tu hành như thế nào, và chính mình cả trăm kiếp ngàn kiếp trước là gì, thân thế ra sao, tu hành ra sao, mỗi mỗi đều hiện ra. Núi thứ bảy gọi là Tế Minh Cảnh Sơn, biểu trưng cho Mạt Na Thức. Đây là một cảnh giới vô cùng đặc biệt, gồm cả sáu khả năng. Ở sáu núi đồng loạt thể hiện, có thể nói, ở núi này, ta muốn thấy hay biết bất kỳ cái gì cũng hiện ra rõ rệt. Núi thứ tám gọi là Vô Biên Cảnh, biểu trưng cho thức thứ tám, A Lại Gia Thức. Ở cảnh giới này, ta có thể ý niệm và thấy nghe được đầy ắp cả hư không pháp giới, tất cả mọi việc quá khứ, xa gần, hiện tại và cả vị lai. Khởi niệm muốn biết là cho biết ngay, không khó khăn trở ngại. Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Phòng triển lãm về Hoa Tạng Thế Giới. Người giảng sanh đến trung phẩm, trung sanh. Trước đây ở thế giới ta bà, đối với các việc nhận thức về Phật Pháp và cách tu trì tương đối sâu hơn. Ở trung phẩm trung sanh có rất nhiều phòng ốc và tháp lớn. Khung trời nơi đây mỗi ngày đều mưa qua. Chúng sanh nơi đây thường cứ hừng sáng, đều ra hứng đầy hoa tươi đẹp và thơm ngát bằng vạt áo của mình để cúng dường chư Phật mười phương. Đồng thời từ lưng trời vang vọng điệu nhạc du dương trầm hùng, câu thánh hiệu Phật A-di-đà. Khó mà diễn tả hết cái tuyệt vời của cảnh này vậy. Chúng sanh đến được quả vị trung phẩm trung sanh, họ đã rất ít vọng tưởng, thậm chí rất đông đã dứt tuyệt vọng tưởng. Số thức ăn mà họ mơ ước hầu như ít thấy lắm. Không giống như ở trung phẩm hạ sanh, họ còn thèm các loại bánh và mật hoa. Khi tu đến trình độ càng cao, cái thèm khát bớt đi rất nhiều. Ở trong trung phẩm trung sanh có một nơi gọi là Phòng Triển Lãm Về Thế Giới Hoa Tạng. Trong phòng triển lãm này có thể thấy các dạng, các cách tu luyện của chư Phật và Bồ Tát của nhiều đời nhiều kiếp.
Trong phòng triển lãm ấy có rất nhiều tầng. Mỗi một tầng triển lãm bày ra quá trình tu trì của một vị Phật hoặc Bồ Tát. Thí dụ như muốn xem Phật A-di-đà trước đây là ai, cha là vị nào, ngài tu pháp nào, phát nguyện gì, kiếp trước nữa là ai, 100 kiếp trước nữa ra sao, vân vân. Rồi đến tầng khác chẳng hạn, có thể thấy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Quan Âm, vân vân. Từng đời từng kiếp sống ra sao, ở những đâu, nói câu gì, gặp những ai, quá trình tu hành và sống trong từng đời lần lượt cho thấy không sót phần nào. Phần 7. Viếng thượng phẩm liên hoa, hoa nở gặp Phật. Rời khỏi trung phẩm trung sanh và trung phẩm thượng sanh, tôi được tiếp dẫn đến ao sen thượng phẩm. Khi trì chú lướt đi, tôi lần lần cao lên lớn lên như dáng dấp lúc đảnh lễ Đức Phật A-di-đà. Bồ Tát Quan Âm bảo tôi: chúng sanh giảng sanh đến thượng phẩm khi ở Ta Bà tinh tấn tu hành, giữ giới thanh tịnh, siêng năng nghiên cứu điển tích chư Phật, dũng mãnh đoạn trừ 10 nghiệp ác, hành 10 việc lành, nương theo pháp môn mình tu, mỗi mỗi đều thực hành thấu đáo, cật lực dấn thân, 10 năm như buổi đầu không hề lui bước, đến lúc thịt rã xương tan, bỏ thân này mới thôi, còn tạo thêm những công đức lớn bên ngoài nữa, hành bố thí lớn, trong phút cuối cùng liền được đón về thượng phẩm. Những chúng sanh này cơ hồ không còn vọng tưởng nữa, sáu căn đều thanh tịnh, cũng có thể nói là đạt tới cảnh giới Bồ Tát, có thể tự do biến hóa, du hí thần thông. Bất chợt Bồ Tát Quan Âm hỏi tôi: ở đây có một vị tên là Ấn Quang Pháp Sư, là một trong ba cao tăng Trung Quốc cận đại, ông có quen không? Tôi vội trả lời: A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ông ta ở đâu? Tôi đã nghe danh và rất quý trọng ngài, nhưng chưa được gặp. Tôi đang nói chuyện thì có một thanh niên chừng ngoài 30 tuổi bước khỏi hoa sen, hiện nguyên hình tướng Ấn Quang Đại Sư. Chúng tôi gặp nhau mừng lắm. Ấn Quang Đại Sư đi với chúng tôi lên lầu. Trên lầu có các loại kính bằng thủy tinh, ở giữa có một cái kính lớn nhất gọi là chiếu thân kính. Bồ Tát Quan Âm giới thiệu kính này có thể soi thấy nguyên hình của từng người, xem bản tánh đã thanh tịnh hay chưa, có còn vọng tưởng vọng niệm nữa không. Soi một cái là thấy ra ngay. Trên lầu bày ra ngăn thành hàng lối, các ghế ngồi đều làm bằng bảy báo lấp lánh, trên bàn bày vật gì đó lạ lắm, tôi không nhìn ra là gì. Bồ Tát Quan Âm hỏi tôi: ông thấy đói rồi hả? Tôi thấy đúng là có đói cồn cào. Tôi nói: A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ở đây có gì ăn không à? Ngài bảo: về thức ăn thì cũng như ở hạ phẩm vậy, ở đây ông muốn ăn gì sẽ có dọn ra ngay. Tôi bảo: vậy thì hay quá, tôi chỉ ước được ăn cơm trắng với canh rau cải trắng thế thôi. Nói vừa dứt câu, cơm trắng và tô canh còn nóng hổi được bày ra ở bàn, đũa muỗng đầy đủ. Tôi hỏi: A Di Đà Phật, thưa chư vị không ăn hay sao? Bồ Tát trả lời thay: ở đây không ai ăn đâu, ông tự nhiên ăn đi. Tôi thấy mắc cỡ quá, nhưng cũng ngồi vào ăn. Ăn no nê rồi để gọn bát đũa, tự nhiên bát đũa đều biến mất. Tôi thắc mắc hỏi Bồ Tát. Ngài bảo: đó là tại ông vọng tưởng bụng đói, khao khát muốn ăn, cũng giống như thế gian chiêm bao vậy. Trong chiêm bao cái gì cũng có, thức tỉnh ra rồi chẳng món nào còn. Ông vọng tưởng ăn, thức ăn liền đến. Ăn no rồi, vọng tưởng về ăn không còn, các món thuộc về vọng tưởng ấy cũng theo đó mà mất hút. Tôi gật đầu hiểu ra. Ngài nói thêm: tự tánh thanh tịnh thì không thèm ăn khát uống, không thèm muốn cái gì cả, vì ở trong hư không vốn không có gì. Vọng tưởng dấy lên cũng giống như sương mờ được ung lên. Cái ý ấy ông từ từ nghiệm ra lãnh hội được thì sẽ hiểu ra tam muội của việc ấy. Người giảng sanh về sen thượng phẩm
vọng niệm rất ít, hầu hết đều là thật tánh chân như, đều chứng quả vị bất thối chuyển Bồ Tát. Trong phút chốc có thể nương nguyện lực Phật A Di Đà biểu hiện ra vô số hoa tươi đẹp, trái cây, phẩm vật cúng dường, vân vân, để cúng dường chư Phật mười phương. Tôi hỏi Bồ Tát Quan Âm: người ở trái đất vãng sanh về thế giới cực lạc này nhất định rất đông, tại sao thân quyến họ đều không nhìn thấy vậy? Ngài bảo: người địa cầu phần nhiều vọng nghiệp che lấp, rất nhiều cái gần hơn còn chưa nhìn thấy. Nếu họ chịu nhất tâm niệm Phật, không giấy vọng tưởng, tâm như hư không, thì người địa cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương cực lạc được. Tôi thừa cơ hội hỏi Bồ Tát, cầu Ngài chỉ dạy. Thưa Bồ Tát, cần phải niệm Phật ra sao mới là tốt nhất, mới có thể tu nhanh nhất? Ngài bảo: cần thiền tịnh song tu, nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật tham thiền gọi là tịnh độ thiền. Tôi hỏi: thưa Bồ Tát, xin Bồ Tát chỉ cho biết tu tịnh độ thiền bằng cách nào? Ngài gật đầu chỉ dạy như sau: số người có thể chia thành hai nhóm, như cách tu của chúng sanh thượng phẩm ở Tây Phương cực lạc đây. Nhóm trước niệm hai câu A-di-đà Phật, nhóm sau mặc niệm lắng nghe, sau đó nhóm sau niệm hai câu, nhóm trước lắng nghe. Tu trì như vậy đã không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau, Phật tánh tự nhiên hiển lộ. Tịnh tất sanh định, định tất sanh huệ. Diễn tháp Liên Hoa. Bồ Tát Quan Âm hối thúc tôi: thôi lẹ đi, thời giờ eo hẹp lắm. Tôi dẫn ông đi viếng tháp Liên Hoa, là tháp lớn của Phật A Di Đà. Lại lướt qua thêm mấy tòa lầu cát đến vạn tầng. Tháp này có bao nhiêu góc cạnh cũng không đếm hết được. Toàn thể tháp phóng ra muôn đạo hào quang, sắc màu uyển chuyển ánh lung linh, đẹp vô ngần. Trong tháp vang vọng ra tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Câu đầu nghe rất tha thiết cảm động, như con réo mẹ cứu giúp vậy. Câu sau nghe trầm hùng rất quyết tâm và thân thiết. Tòa tháp này dành riêng cho chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến dạo chơi. Tháp lớn lắm, khó mà hình dung ra được. Có thể lớn cỡ mấy ngàn mấy vạn trái đất ta đang ở. Trong tháp có nhiều cung điện, các loại màu sắc đều có thể phát hào quang trong suốt. Các chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến đều có thể xuyên tường tự do ra vào, không ngăn trở. Muốn lên muốn xuống đều tùy tâm tưởng, sẽ đến ngay vị trí. Trong tháp có thể nói muốn gì có nấy. Trong ấy có thể thấy tất cả cảnh tượng của mọi chúng sanh của hoa tạng thế giới. Có thể thấy được đất tịnh độ của hàng trăm hàng vạn đức Phật các nơi. Cảnh vật tuyệt vời ở trong ấy khó mà dùng bút mực nào tả cho hết được. Chúng sanh thượng phẩm trung sanh nếu muốn đến những tịnh độ của vị Phật nào cũng đều đi đến trong nháy mắt dễ dàng. Chúng tôi vào trong tháp Liên Hoa, thân như ngồi trong thang máy vậy, xuyên thấu từng tầng không vướng chi cả, toàn là trong suốt hết. Có thể thấy được trong các tầng ấy rất nhiều người đang niệm Phật, toàn những thanh niên khoảng 30 tuổi. Mỗi một tầng cách ăn mặc mỗi khác, đại khái chừng 20 loại màu sắc, nhưng không gặp một người con gái nào. Tất cả thanh niên ấy ngồi ngay ngắn nơi đài sen của mình, niệm Phật Bồ Tát Quan Âm. Ở đây tu hành tinh tấn lắm, một ngày 6 thời, 2 thời dành niệm Phật, 2 thời ngồi tịnh, 2 thời nghỉ ngơi. Bây giờ đang niệm Phật, chúng tôi tiến vào tầng giữa, chỉ thấy từng hàng người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn của mình tham thiền niệm Phật, rất đẹp mắt. Vị ngồi ngay giữa phòng là vị Đại Bồ Tát, đang ở đây dẫn chúng niệm Phật. Người nào niệm khéo, niệm giỏi, trên đầu phát những tia sáng. Trong tia sáng có vô số những vị hóa Phật, như Đức Phật A-di-đà vậy. Vị Đại Bồ Tát ngồi giữa dân chúng ấy cũng có rất nhiều hóa Phật, nương tia sáng hiện ra các loại chim bay đi bay lại ở trên chóp tháp, hoặc ở đại sảnh bay đến, cũng cùng nhau niệm Phật, bay vậy mà không mãi mai hỗn loạn. Tóm lại, cảnh trí ở đây nói không hết cái lung linh quyển chuyển. Đi cúng dường mười phương chư Phật
cũng tập trung ở đây đi. Ở đây có thể thấy được bất cứ thế giới nào, và toàn thế giới Hoa Tạng cùng hiện ở đây. Tất cả chúng sanh, tất cả Phật Thánh đều hiện rõ ở đây cả. Phần 8. A-di-đà Phật chỉ dạy. Thăm xong chính phẩm Hoa Sen rồi, tôi lại được đưa trở về trước Đức Phật A-di-đà. Tôi quỳ trước Ngài chí thành đảnh lễ ba lễ, cầu Phật gia bị và chỉ dạy. Từ chính kim khẩu Đức Phật A-di-đà, từng câu một, vô cùng thận trọng mà nhắc nhở tôi. Phật tánh của chúng sanh vốn là bình đẳng, tùy biệt nghiệp của mình mà làm đảo điên ý thức, lấy giả làm thực, tạo nhân chịu báo, trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi không dứt, chịu khổ đau vô vàn. 48 nguyện ta thệ hằng độ chúng sanh, trai gái già trẻ, lấy tính nguyện hạnh nhất tâm bất loạn là tịnh độ thiền, chỉ cần 10 niệm quyết được giảng sanh. Tôi quỳ lễ bái lần nữa. Ngài giải tiếp: con có nhân duyên với thế giới Ta Bà, con muốn độ cha mẹ nhiều đời, anh em chị em, thân bằng quyến thuộc, con cần dặn họ giữ giới làm lành, lấy giới làm thầy, dạy học tịnh độ thiền, thiền tịnh song tu. Ngưng một lúc, Ngài bảo: thôi, con về là vừa rồi. Tôi bái lễ tạ, lễ ba lần và lui gót. Trên đường về, tôi vẫn cứ bay bay, không thấy Nam Thiên Môn, đi bằng trì chú và nương Hoa Sen đi thật nhanh, đến ngay Trung Thiên La Hán. Tôi ngừng niệm chú, Hoa Sen biến mất. Gặp lại vị đồng tử hôm trước, người đưa nước cho tôi uống. Thầy tri khách bảo tôi: vào trong nghỉ một chút đi. Tôi liền vào phòng nằm nghỉ, thoáng cái đã say say trong giấc ngon lành. Phần 9. Về tới thế gian. Lúc tỉnh lại, tôi loay hoay không biết mình đang ở đâu, không thấy người, không thấy trời, không thấy Bồ Tát, không thấy tòa đại điện, cũng không thấy nơi nào phát ra hào quang nữa. Tôi bèn nhớ lại, mới 3 giờ khuya hôm qua, tôi đi dạo cả ngày, và bây giờ lại tới khuya rồi. Vậy chắc chừng 20 tiếng đồng hồ đi tham quan. Thích thú quá đi. Nhưng mà ở đây sao tối đen như mực, đưa tay không thấy ngón. Tôi cảm thấy tôi đang ở trên một tảng đá lớn của động núi cõi nào. Lần mò hồi lâu mới có tia sáng hừng đông, tinh thần phục hồi ngay. Tôi thấy ra đã ở thế giới Ta Bà. Ở trong động không thấy lối ra, tôi gọi, tôi nhảy, tôi khát, tôi la, không ai trả lời. Cuối cùng tôi cũng tìm được lối ra, ven theo đường núi xuống dưới, đi bộ khoảng 20 cây số đến đường Xích Thủy. Gặp người đi đường, tôi bèn hỏi ra. Hú vía kinh hồn, thì ra bây giờ đã là ngày mùng 8 tháng 4 năm 1973. Hôm tôi đi là năm 1967, vậy mà khi trở về đã là năm 1973. Tôi bấm đốt ngón tay đếm, té ra tôi rời khỏi nhân thế đã hơn 6 năm 5 tháng rồi. Vậy mà tôi tưởng chỉ có một. Tôi lầm thầm niệm trong lòng: Nam mô A Di Đà Phật. Kẻ giác thành Bồ, kẻ giác niệm mê ấy chúng sanh. Phật pháp có túc nhân, lúc gặp duyên thì độ. Tôi phải thừa kế ý chí của ân sư Hư Dân Lão Hòa Thượng, thực hành chỉ thị của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm, hoằng pháp độ chúng sanh hữu thiện duyên. Nguyện công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.